Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần điểm tin ngày hôm nay, mùng 4 tháng 5. Các bạn thân mến, tân thuyền trưởng Kim Sang-sik sẽ chỉ có khoảng một tháng để chuẩn bị cho trận ra mắt của mình vào ngày 6 tháng 6 gặp Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 với nhiều khó khăn đang chờ đợi ông. Theo kế hoạch dự kiến, sáng ngày 5 tháng 5, tức là sáng ngày mai, tân huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ rời Seoul, Hàn Quốc, có mặt ở sân bay Nội Bài vào khoảng 13 giờ. Ông sẽ được các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đưa về khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nơi ở của ông trong thời gian làm việc tại Việt Nam. Và nếu sức khỏe cho phép, ông Kim Sang-sik sẽ đến sân Hàng Đẫy dự khán trận đấu giữa Thể Công Việt Theo gặp Hoàng Anh Gia Lai. Điều đáng chú ý, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có mặt ở Hà Nội để cùng đến sân Hàng Đẫy, đi cùng cậu học trò cũ của mình đến xem trận đấu này. Ngày hôm qua, mùng 3 tháng 5, ông Dương Nghiệp Khôi, tổng thư ký VFF đã lên tiếng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dưới 50 tuổi, phù hợp để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông Kim có sức trẻ, có nhiệt huyết, hiện đại và là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Sau đó thì ông cũng từng trải qua sự nghiệp cầm quân. Ông là người có kinh nghiệm. Ông Kim thân thiện và rất cầu thị trong lần đầu làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Thầy cũ của huấn luyện viên Kim Sang-sik là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cho ông ấy nhiều lời khuyên quý giá. Ngày 6 tháng 5 thì ông Dương Nghiệp Khôi cũng sẽ cùng ông Kim Sang-sik ký hợp đồng tại trụ sở của VFF. Theo tìm hiểu của VTC News, huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn ban huấn luyện bao gồm 12 trợ lý, trong đó có 3 trợ lý người Hàn Quốc và 9 trợ lý người Việt Nam. Các trợ lý người Hàn Quốc gồm 1 trợ lý chuyên môn, 1 người chịu trách nhiệm quản lý chung và 1 huấn luyện viên thể lực. Như đã chia sẻ đến các bạn ở bản tin trước, thì báo chí Hàn Quốc vừa tiết lộ người đầu tiên gia nhập ban huấn luyện của ông Kim Sang-sik là một người đồng hương, ông Choi Won-won. Ông Choi vừa nói lời chia tay với Daegu FC sau chuỗi thành tích không như ý. Ông Choi là cựu tuyển thủ Hàn Quốc. Các bác sĩ, trợ lý ngôn ngữ, cán bộ hậu cần, phân tích kỹ thuật đều là người Việt Nam và là nhân sự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Như vậy là một số trợ lý dưới thời ông Philippe Jouzier và ông Park Hang-seo có thể sẽ tiếp tục làm việc dưới triều đại của ông Kim Sang-sik. Một trong những vị trợ lý quan trọng nhất với huấn luyện viên Kim Sang-sik là phiên dịch. Ở góc độ này thì VFF đã có sự chuẩn bị chủ động cho quá trình tìm kiếm nhân sự. Tổng thư ký VFF ông Dương Việt Khôi cho biết, ông Kim Sang-sik chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Hàn nên chúng tôi sẽ tuyển chọn một phiên dịch viên tiếng Hàn Việt Nam để thuận lợi cho việc trao đổi giữa ông Kim và các cầu thủ. Hiện tại thì chúng tôi chưa thể khẳng định đó là ai. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lựa chọn làm sao cho công việc của ông Kim được thuận lợi. Còn theo thông tin từ huấn luyện viên Mai Đức Chung thì Hội đồng huấn luyện viên quốc gia sẽ tích cực tư vấn cho ông Kim Sang-sik để lựa chọn các trợ lý nội có chuyên môn tốt nhất, phù hợp nhất với đội tuyển Việt Nam và ông Kim Sang-sik. Ngoài ra thì hội đồng sẽ tham gia tư vấn cho ông Kim về tình hình thực tại của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ đang có phong độ tốt hoặc là chưa tốt. Điều này có thể giúp cho chiến lược gia người Hàn Quốc nhanh chóng thích nghi với công việc mới. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam dưới triều đại của ông Philippe Jouzier triển khai lối chơi bóng kiểm soát mà xử lý bóng trong không gian hẹp. Tuy vậy, kết quả mà phù thủy trắng người Pháp mang lại là con số không tròn trĩnh với vô vàn những lời chỉ trích từ các chuyên gia và người hâm mộ. Trước đây thì ở tại các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có đấu pháp hợp lý, biết mình biết ta và gặt hái được những kết quả có lợi. Ông Kim Sang-sik khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Gyeongbok Hyundai Motors có những nét tương đồng với ông Philippe Jouzier với những tình huống kiểm soát bóng, chuyển đổi trạng thái chậm từ phần sân nhà. Việc luân phiên hai hệ thống sơ đồ 4-1-4-1 và 4-2-3-1 cùng 3-4-3 và 3-5-2 phần nào cho thấy được triết lý của cựu đội trưởng tuyển Hàn Quốc là dựa vào sức mạnh của hàng tiền vệ. Thế nhưng, lối chơi này vốn dĩ vẫn tồn đọng những hạn chế đến từ các cầu thủ Việt Nam. Đó chính là những đường truyền quyết định dẫn đến cơ hội ghi bàn. Trong suốt 2 năm qua thì hầu hết các bàn thắng tại cấp độ đội tuyển Việt Nam đều đến từ các tình huống cố định và những nỗ lực cá nhân từ các cầu thủ. Ngoài ra thì cầu thủ của chúng ta cũng nhận ra không ít bàn thua từ những tình huống phản công nhanh của đối phương khi hệ thống sơ đồ của chúng ta dừng lên tấn công là quá cao. Chính vì vậy mà việc của ông Kim Sang-sik
có thể đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm nếu không có sự cải biên trong chiến lý của mình khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam trong quá khứ đã chứng kiến sự thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc kết nối những cầu thủ trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong suốt 6 năm dẫn dắt các cấp độ đội tuyển. Lứa cầu thủ thế hệ vàng Thường Châu 2017 như là Quang Hải, Bùi Tiến Dũng hay là Văn Đức không những được mài giũa bởi huấn luyện viên Park Hang-seo mà họ còn được tích lũy rất nhiều kinh nghiệm khi được thi đấu chung với những người đàn anh. Chính sự kết hợp của hai thế hệ đã tạo ra sự thống trị của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực trong suốt 6 năm cùng với lời hứa đưa nền bóng đá nước nhà lọt top 100. Tuy nhiên thì người đảm nhận là ông Philippe Jouzier như các bạn đã biết đã không thể giữ được lâu, chỉ trong vòng 2 tháng chúng ta đã rơi tự do hơn 20 bậc. Thành tích bết bát đó từ những sai lầm trong việc sử dụng nhân sự của Phù Thủy Trắng. Tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik được những nhà chuyên môn đánh giá là ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ giống ông thầy người Pháp. Tuy nhiên thì ông Kim có thể sẽ được vài lời khuyên từ người tiền bối đồng hương là Park Hang-seo về cách vượt qua thời điểm chuyển giao thế hệ này để xây dựng một thế hệ cho đội tuyển Việt Nam có chiều sâu hơn về chuyên môn. Ông Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao thế hệ sau thành công của ông Park và sự thất bại của ông Philippe Jouzier. Đây là giai đoạn đầy thách thức mà chính người thầy của mình đã phải vượt qua sức ép của dư luận về sự nghi ngờ về trình độ cũng như sự hòa nhập với bóng đá Việt Nam. Mọi thứ có lẽ chỉ có thể được kiểm chứng tài cầm quân của ông Kim Sang-sik khi đối đầu với Philippines tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra ngày 6 tháng 6. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.